Tao xem video của Noob Power không like và subscribe nè. Mày làm gì được tao? Nope. Ui sợ quá phải... Like và subscribe thôi. Hey, yo, và hi các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình Noob Power đây. Và như các bạn có thể thấy skin này của mình thì mình đang hóa trang thành Boss Gorilla nha. Ok, thì không biết mình có đọc đúng không? Tại vì mình hay nhầm lẫn giữa con boss này với lại tên của con boss này với lại con Godzilla đấy các bạn ấy. Nên không biết đúng hay không. Ok, kệ đi các bạn. Ở đây mình mới thấy các bạn à. Mà thôi kệ đi. Bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ cái jungle này để mình fix cái con boss gorilla này nha. Ok, ở đây là mình đang có server thường này. Và như các bạn có thể thấy thì mình đã xóa cái drill đi để cho có thể là real hơn nha. Ok. Có mấy thanh niên. Cái cơ hội của mình. Ui, con gorilla fake này. Quýt. Ok. Để quá ngon luôn, nhưng mà mình hơi nhỏ nha, thôi kệ đi bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bật Haki lên và đợi xem như nào. Ui, các bạn có thấy đấy không? Rất là nhiều thanh niên ở đây luôn. Trời ơi, chung chỉ châu này, không g mu n k l này, ôi rất nhiều luôn. Ui, có thanh niên đang lại đây, Dizer M2K8. Ui, có bạn 2K8 chơi lớp phút này. Ôi dồi ôi, Gorilla nhé bạn, Gorilla. Ui, bạn này đang pha, mình đang pha. Ui, rất kinh. Ui, bằng này đang ăn trái Rumble luôn chứ, ghê. Level thấp như bằng này có trái Rumble là chắc là một là random ra hoặc là hai là cho. Ui. Buông. Ôi, bay rồi. Trời ơi, gặp cái thanh niên. Trông đến thanh niên gì đây? Đâu, xui. Tính ra là mình ba mà mấy luôn các bạn. Ui. No. Thanh niên đu này 26. Nhìn là biết thanh niên dân BBB rồi. Chơi lại được không? Thanh niên này là men xài bu hoa các bạn ơi. Ui, được. Ok, được. Các bạn ơi. Được. Ui. Cho mình lỡ giết nhầm thanh niên rồi các bạn ơi. Ok, lên. Trời ơi. Đang. Ok các bạn ơi. Và mình đang có mặt ở server tiếp theo nha. Vì ở đây có một bạn thanh niên đang farm luôn này. Sorry các bạn, nếu các bạn nghe tiếng ồn thì ở nhà mình đang có làm một cái gì đó nên nó khá là ồn. Các bạn cho mình xin lỗi nha, nhưng mà mình nghĩ không ồn lắm đâu, các bạn có thể xem được ha. Ở đây là có bạn Thanh An này, bạn này đang farm con Gorilla. Nhưng mà mình không hiểu nha, bạn này bounty tới tận 1M7 mà bạn này vẫn còn farm con Gorilla này nha. Trời ơi, tên khó đọc đấy nhờ. Ui, mình đang nghi bạn này xài tool nha. Ui, có bạn OG một chi gì nữa đây, trời ơi bạn đu này được. No. Để anh pha kia một ký kia. Trời ơi, bạn này phải cho mình chứ, phải cho mình pha kia chứ. Ok, cảm ơn bạn pha nhiều nhá. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, bạn này đang đứng đây. Ui, thanh niên em banana này nè. Ui, thanh niên Thanh An đang đi thuyền ở chỗ khác rồi. Ở kìa. Ui, mấy bạn Gorilla ở đây nè. Trời ơi, sao không ai. Ở đây, thanh niên Thanh An đang lại nữa các bạn. Ui, thanh niên nghĩ xài tung xăng bao tiêu quá các bạn ơi. 7 bao tiêu mà lại đi đánh con Gorilla này. Ui, đây, bạn em banana này đó bạn. Ơ, sao không lại ai lại đây hết vậy? Ui, thanh niên này xài trái lớp. Ngon. Ui, thanh niên này không lại mình luôn.
con boss này nó còn mạnh hơn con boss cũ nữa sao, với thanh niên ngồi vào đây đây. Ôi ta trời, thanh niên này bắn phá mọi người. Ôi kia lại đây luôn các bạn. Lại đi luôn. Mà thấy mình giống mấy con này hơn rồi. Ôi đúng rồi, giống hơn này các bạn. Ui thanh niên gì nữa đây, phơ phơ phách này. Ui thanh niên ngồi ở đây. Ui ui mình thấy mình giống mấy con Gloria này hơn các bạn ơi. Ok ui. Ê bậy nha, bậy nha, bậy nha, bậy nha, bậy nha. Ơ, à, đây đây đây, thanh niên lại, thanh niên lại. Ơ, à, kìa nó. Ơ kìa. Đánh. Đánh. Đánh, ui, thanh niên này bắt đầu pha kem mình được các bạn. Tôi biết mình pha kem chưa. Đó, 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 đó. Đi chăng một con boss luôn các bạn ơi. Ui, nó không kem mình luôn. Ui, 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 thanh niên này chắc biết rồi. Đây, 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 ui, nó có bắt mình nè các bạn. Nó tưởng mình là boss cho mọi người. Đây 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 đây. Ui, một thanh niên đã bị lừa. Trời ơi, chơi thanh niên ngày tiếc các bạn ơi. Đó, đánh, 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 đánh. Ui, nó đánh vào kia bắn. Ui ơi, thanh niên xài bắn qua đâu vậy? Ai ai ai. Trời ơi, thanh niên xài bắn qua. Trời ơi, đen 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 chót quá. Trời ơi, mấy bạn fan ơi. Thanh niên đang fan thành cái bãi đúng không bạn? Ba bạn fan đẹp cho mình chôn bạn kia vô. Khổ thế chứ. Mấy bạn này cứ đẩy mình ra ngoài à. Khổ thế. Trời ơi, lộ hết rồi. Khổ thế nhờ. Trời ơi, ôi trời ơi, bạn này còn biết anh chế bước ha nữa chứ. Ui, có trận đại chiến ở đây luôn ơi, vậy quá. Trời ơi, tôi chỉ là một con Gorilla bình thường mà mấy bạn cần làm gì quá vậy. Trời ơi, nãy giờ bị chôn thì gặp ngay đúng bằng ban nhận ra mình đuổi đánh mình dư đúng rồi luôn. Và kết quả là cái lần thứ hai mình đã chôn được thanh niên em Munanana này nha. Thanh niên này tưởng mình là boss bình thường chứ không phải là con boss Gorilla. Ôi, nó sẽ báo vậy. À, có thanh niên giả mình đã hello anh bạn nha. Anh bạn dám nhà tôi. Ui, có thanh niên. Ui, có thanh niên rồi nè. Có thanh niên pha kê nữa bạn. Ủa thanh niên kia đâu rồi? Ủa thanh niên ê. Ôi em fan anh luôn trời ơi. Bây giờ cái khung này là bốn bậc fan ở đây luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi xem mà chắc toàn quay bảy phơ phơ phách 99 này 18 mà 4 multi. Cái gì thế này? Rồi có bạn bạn nào ta? À đây bạn Đun này. Và có thêm bạn bạn này bạn gì ta? Bạc con hả? Ở đâu bạn ba con đâu ta, ở đây bạn ba con nữa bạn ấy. Và có bạn ở đây bạn em bonana cũng mới chơi luôn. Ngoài chuyên mục giới thiệu fan trong ngày hôm nay các bạn ơi. Ở đây đây đây, thanh niên đuổi theo, đuổi theo đấy. Thanh niên này bị mình dụng nữa các bạn. Ngày hôm nay chơi chắc là thành công. Ôi ôi thanh niên chết luôn rồi. No no trời ơi. Ơ thanh niên cái này ờ chưa chết. Và chắc là mình sẽ kết thúc video thôi. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye. Trời ơi, hai thanh niên đại chiến luôn rồi.